Thì nhiều bạn có đã biết là thị trường chứng khoán thì đi xuống liên tục tuần này, thị trường crypto thì cũng không ngoại lệ. Cái lúc mà thường làm cái video này thì các bạn thấy được là giá Bitcoin là khoảng 8.744, đã đi xuống liên tục nhiều ngày và làm cho nhiều bạn rất lo lắng. Nhất là khi mà chúng ta không rõ được là lý do tại sao Bitcoin lại đi xuống, nhiều người thì cho là tại vì liên quan tới bệnh dịch. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở trên Twitter... U mà Bam có đưa ra một cái giả thuyết mà thường cảm thấy là cũng có khả năng mà thường muốn chia sẻ với các bạn là lý do tại sao Bitcoin lại đi xuống trong vòng mấy ngày qua. Nhưng mà các bạn cần nên biết đây chỉ là một cái giả thuyết, chúng ta chưa có nhiều dẫn chứng. Nhưng mà thường nghĩ là sau khi các bạn nghe xong giả thuyết này, các bạn có thể tự đưa ra kết luận cho bản thân mình. Hôm nay là cuối tuần, cho nên thường cũng muốn làm một cái video ngắn để mà nói về cái đề tài này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là các bạn thích những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Có thể là một số bạn đã đoán được là cái đề tài mà tôi muốn đề cập tới là cái vấn đề gì, đó chính là liên quan tới sàn Bạch Phoenix và công ty Tether sàn Bitfinex mới trả lại cho công ty Tether thêm 100 triệu đô la và cái số tiền 100 triệu này là trả bằng tiền mặt. Thì có thể là nhiều bạn có hiểu là điều này có liên quan như thế nào đến với thị trường và tại sao chúng ta là phải đề cập tới sàn Bitfinex và công ty Tether. Những bạn nào mà đã tham gia thị trường này từ bấy lâu nay thì cũng biết được là cái tài liệu liên quan tới sàn Bitfinex và công ty Tether là như thế nào. Cho những bạn nào mà mới tham gia thì tóm tắt lại là đầu tiên điều các bạn cần nên biết là công ty Bitfinex, cái sàn Bitfinex và công ty Tether, công ty mà in cái đồng ổn định đó. Hai cái công ty này là cùng một công ty mẹ gọi là công ty iFinex. Các bạn có thể dễ dàng lên trên Google và tìm kiếm cái đội mà đang lãnh đạo của sàn Bitfinex. Các bạn sẽ thấy được là những cái người lãnh đạo đó chính là GL vander veldy Giancarlo Di Vassini với là Stu Wagner. Đây chính là ba người lãnh đạo của sàn Bitfinex. Và khi mà các bạn lên trên trang web của công ty Tether, các bạn cũng sẽ thấy được là ba người này cũng là ba người lãnh đạo của công ty Tether điều thứ nhì mà các bạn cần nên biết là công ty Tether gặp rất nhiều scandal trong vòng mấy năm qua. Đồng USDT, đồng Tether là một đồng ổn định nhưng mà phía sau lưng đồng ổn định đó lại không có cái số lượng tiền mặt ấn định để mà bảo đảm một đồng ổn định USDT là có một đô la hỗ trợ và điều này là một điều mà thường nghĩ là không có mấy ai lạ. Đây cũng là một điều mà công ty Tether cũng đã đưa ra tài liệu chính thức ở trên trang web. Họ nói là mỗi một đồng Tether thì có một số tiền mặt, một số đồng euro và đồng USD hỗ trợ cái số còn lại đó chính là cái số lượng tài sản hỗ trợ cái giá trị của đồng USDT nhưng mà cái tài sản hỗ trợ đó là như thế nào họ cũng không nói rõ và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy có được một cái tài liệu kiểm chứng thực sự được đưa ra từ công ty Tether cho nên rất nhiều người tin tưởng là đồng Tether in thống rất nhiều nhưng mà điều đặc biệt ở đây là tuy là công ty Tether gặp nhiều scandal chỉ trong mấy năm qua nhưng mà vẫn tiếp tục hoạt động và hiện bây giờ vẫn còn rất nhiều người sử dụng đồng USDT các bạn thấy là trên thị trường hiện tại ngoại trừ đồng USDT ra các đồng ổn định khác có cái số lượng giao dịch rất là thấp. Và điều này cũng là điều mà đã được xác minh bởi công ty Tether ở trong tòa án. Nhiều bạn cũng đã nhớ là năm 2019 hồi tháng 4 thì có một cái sự kiện rất là lớn đó chính là tổng chương lý của tiểu bang New York đã kiện hai công ty, công ty Bitfinex và công ty Tether. Thực ra họ kiện cái công ty mẹ đó chính là công ty Ifinex. Và về mặt Tether thì chúng ta mới vừa nói tới liên quan tới việc là công ty Tether in thống đồng USDT, mỗi đồng USDT không phải là một đô la đứng sau lưng hỗ trợ mà có một số tài sản, một số tiền mặt. Nhưng mà các tài sản nó định giá như thế nào chúng ta cũng không rõ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì là sàn Bitfinex cũng như là nhiều sàn mà hoạt động năm 2017, năm 2018 thì những sàn crypto thời điểm đó gặp một cái trở ngại rất lớn đó chính là tìm được một đối tác ngân hàng để có thể là kinh doanh sàn Tại vì các bạn biết là tuy là đây là một cái sàn mà kinh doanh giao dịch crypto nhưng mà vẫn phải có tiền mặt, vẫn phải trả tiền mặt bằng, vẫn phải trả tiền nhân viên và có tiền mặt để mà hoạt động. Cho nên rất cần thiết là có một cái ngân hàng mà họ tin tưởng. Và sau khi mình gặp trở ngại với một số ngân hàng thì sàn Bitfinex đã gửi tiền qua một cái công ty tài chính. Công ty tài chính đó chính là Crypto Capital. Nhưng mà sàn Bitfinex đã gặp trở ngại với lại công ty Crypto Capital này và họ đã giam lại là khoảng 625 triệu của sàn Bitfinex và để lắp lại cái lỗ hỏng đó thì sàn Bitfinex đã mượn một số tiền lớn từ công ty Tether, công ty chị em của sàn Bitfinex. Thì các bạn nghĩ là công ty Tether cho sàn Bitfinex mượn thì tiền đó là từ đâu mà ra? Thì đương nhiên là từ in ra những đồng USDT để mà chuyển vào sàn Bitfinex để mà cho mượn. Và tổng chân lý của tiêu bang New York ở làm đơn kiện hai công ty này nói đây là một điều mà những nhà đầu tư không rõ, những khách hàng trên sàn cũng không biết về cái số tiền cho mượn này là một cái số tiền mà có thể là công ty Bitfinex không thể nào hoàn trả lại cho công ty Tether. Nhưng mà điều mà làm cho nhiều người bất ngờ là sàn Bitfinex tiếp tục hoạt động và có nhiều người tiếp tục giao dịch. Cho nên sàn Bitfinex đã có được thu nhập và thực sự đã trả lại một số tiền cho công ty Tether. Tổng cộng là họ đã trả được khoảng chừng là 20% cho tổng số tiền là khoảng 650-700 triệu mà đã mượn từ công ty Tether. Và gần đây Cách đây vài ngày thì có bài viết được đưa ra là sàn Bitfinex lại trả thêm 100 triệu cho công ty Tether. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là họ trả hồi tháng 7 năm 2019 là trả 100 triệu. Thì bây giờ cái lý thuyết nhiều người đưa ra là 100 triệu này là sàn Bitfinex bán đi rất nhiều crypto Tại vì khi mà người ta trade thì họ tính phí bằng crypto và trong đó có thể là có số lượng lớn Bitcoin Cho nên khiến cho cả thị trường crypto đi xuống trong thời gian mấy ngày vừa qua vì sàn Bitfinex bán đi để lấy tiền trả cho công ty Tether. Tại vì các bạn thấy được là rất rõ ràng là ngay cả trên trang web của sàn Bitfinex nói là họ trả 100 triệu này là họ trả trực tiếp qua ngân hàng sử dụng tiền mặt cũng như là đã hứa hẹn trước đây. Cho nên bây giờ nhiều người cho đây là lý do tại sao mà thị trường Bitcoin đi xuống trong thời gian mấy ngày vừa qua. Và hồi tháng 7 là cái đợt mà năm 2019 lúc mà họ trả 100 triệu đó Cũng là lúc mà nhiều người bây giờ nói tới là thời điểm mà Bitcoin lại đi trở xuống Sau khi mà có sự tăng trưởng lên tới 14.000 Như là chúng ta đã biết là hồi hè năm ngoái Thì đây chính là lý thuyết mà được Obama nói tới ngày hôm nay Các bạn nghĩ sao về lý thuyết này? Các bạn có nghĩ là lý do tại sao mà thị trường đi xuống Tại vì sàn Bitfinex bán đi 100 triệu đô la crypto hay là không? Thì nhiều bạn có thể nói là khi mà chúng ta nhìn vào thị trường crypto thì vốn hóa rất là cao như là các bạn thấy được là nếu chúng ta trở vào trang chính của CoinMarketCap thì tổng cái số vốn hóa hiện tại là tới 250 tỷ. Thì nhiều người có thể nói là 100 triệu này thì làm sao mà ảnh hưởng đến cả thị trường khi mà cả thị trường tới 250 tỷ. Điều mà các bạn cần biết ở đây là 250 tỷ này thị trường thật sự là không có cái số tiền đó. Đây chỉ là một con số được tính bởi cái giao dịch cuối cùng của các đồng mà nhân lên là bao nhiêu đồng. Thật ra các số lượng tiền lưu thông trên thị trường rất là thấp và nhiều ước tính của các công ty đầu tư trước đây cho thấy được là thị trường crypto này các bạn chỉ cần có 30 triệu, 40 triệu là đã có thể di chuyển được thị trường tại vì vốn hóa thật sự rất ít. Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Đây cũng chỉ là một giả thuyết chúng ta thực sự là không có nhiều dẫn chứng hiện tại để cho thấy được điều này là sự thật. Nhưng mà đây cũng là một giả thuyết thường cảm thấy là cũng có khả năng. Và đây là tất cả những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn là một trader mà bạn thích trade margin, thì tham gia sàn SnapX, sử dụng link của Capital ở phía dưới, các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm hỗ trợ cũng như là nhận các tín hiệu trade miễn phí. Và trên màn hình cũng có link đó chính là các video thường làm về sàn SnapX. Trade margin có rủi ro cao, cho nên không dành cho những bạn mới, chỉ dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Các bạn có thể long đánh lên, các bạn có thể short đánh xuống. Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin thì tham gia sàn Binance thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi giao dịch, sàn sẽ trả lên 10% vào chương mục của các bạn. Và ngoài trừ các video thì các bạn có thể xem các bài viết của đội Thuận Capital ở trên capital com và ngoài trên YouTube các bạn có thể đăng ký ở trên nền tảng library. Đây là một nền tảng phi tập trung, mình cũng đăng các video tương tự. Các bạn cũng nên tham gia để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn